Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng hôm ấy, trời sầm sì, mây đen kéo về vây kín gốc đồi thanh niên, báo hiệu một trận mưa to sắp đến. Chị N khoác chiếc túi ni lông đựng chút đồ ăn, rồi vội vã lùa trâu lên đồi. Sau khoảnh khắc ấy, không ai còn nhìn thấy người phụ nữ này nữa, cho đến khi thi hài được phát hiện. Cuộc tìm kiếm trong đêm. Sáng sớm ngày 27 tháng 7 năm 2014, chị Âu Thị Ninh, sinh năm 1974, trú tại thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lùa trâu ra khỏi nhà, đi hướng lên khu vực đồi Thanh Yên để chăn thả. Đến chiều, mây đen bắt đầu kéo đến, gió lùa mạnh qua những tán cây rừng, báo hiệu một cơn mưa lớn. Ấy vậy mà chị Ninh vẫn chưa quay về nhà. Người thân đi đi lại lại, nhiều lần gọi vào số điện thoại của chị Ninh đều không liên lạc được. Đây là điều bất thường nên gia đình chị Ninh đã loan báo cho hàng xóm, cùng chia nhau ra đi tìm. Cả khu rừng vắng lặng, không một bóng người, chỉ có những ngọn đuốc và ánh đèn pin lấp ló soi vào từng hốc cây, bờ đá. Trong khi mọi người vẫn đang tìm kiếm, thì con trai chị Ninh bất ngờ nhận được một cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của mẹ. Khi gọi lại thì không ai bắt máy. Vài phút sau, một dòng tin nhắn đến với nội dung: muốn mẹ mày sống thì chuẩn bị tiền. Tiếp sau đó, từ số máy của chị Ninh lại xuất hiện thêm tin nhắn yêu cầu gia đình chuẩn bị 200 triệu đồng và cấm được báo công an. Gia đình chị Ninh như ngồi trên đống lửa, sự lo lắng, sợ hãi hiện lên khuôn mặt của từng người. Họ quyết định trình báo cơ quan công an. Có mặt tại thôn Độc Lập, công an huyện Yên Sơn nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự nên tổ chức lực lượng lớn để tìm kiếm. Đêm ấy, mưa to như chút nước, sấm chớp xé ngang trời. Đến rạng sáng ngày 28 tháng 7, tại đồi Thanh Niên, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị Ninh đã tử vong, nằm sâu trong một lùm cây. Bên cạnh đó, đàn trâu vẫn nhởn nhơ gặm cỏ. Chỉ ít giờ sau, công an tỉnh Tuyên Quang đã cử lực lượng điều tra hình sự và một vài đơn vị nghiệp vụ khác xuống hiện trường. Chị Ninh được xác định tử vong do đa chấn thương, các vết thương chủ yếu ở phần đầu, sau gáy. Đặc biệt, chị Ninh có dấu hiệu bị cưỡng tình. Hiện trường trên đồi vắng. Một trong những khó khăn đầu tiên mà các điều tra viên công an tỉnh Tuyên Quang gặp phải là hiện trường đã không còn nguyên vẹn. Đêm hôm trước trời mưa rất to, các dấu vết phần lớn đã bị cơn mưa rửa trôi, gây xáo trộn. Tuy vậy, tại khu vực vườn keo trên đồi Thanh Niên, những giám định viên của lực lượng kỹ thuật hình sự vẫn thu thập được vài vết huyết còn bám dính vào lá cây, ngọn cỏ. Các dấu vết để lại đưa đến một nhận định, trước khi bị sát hại, chị Ninh đã có một cuộc chống trả, vật lộn quyết liệt với hung thủ. Việc chị Ninh có rất nhiều vết thương trên cơ thể, cộng thêm dấu hiệu bị cưỡng bức đã chỉ ra nghi phạm phải là đàn ông ở độ tuổi thanh niên. Đồi Thanh Niên là khu vực vắng vẻ, rất ít người lạ hoặc không có công việc qua lại. Nơi này chỉ những người dân trong thôn mới lên để chăn thả gia súc hoặc chăm cây. Chính vì thế, công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng nghi phạm phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại và nhất thiết quen biết với nạn nhân Ninh. Nhiều ngày sau đó, các trinh sát cũng không thu thập được những thông tin có giá trị nào. Thời điểm vụ án xảy ra, chẳng ai qua lại gần hiện trường nên việc tìm nhân chứng là không khả thi. Công an Tuyên Quang triển khai nhiều tổ trinh sát nhằm ra soát, dựng lên chân dung các đối tượng hiểm nghi ở địa phương trên toàn huyện Yên Sơn và huyện lân cận. Tuy nhiên, số đối tượng nhiều nên công tác sàng lọc gặp khó khăn. Xác minh số tài sản của chị Ninh mang theo người, công an tỉnh Tuyên Quang khẳng định đây không phải là vụ án sát hại người cướp tài sản, nhiều khả năng xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Mặc dù chị Ninh có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, nhưng quá trình ra soát, các trinh sát không phát hiện bất cứ điểm bất thường nào từ những quen biết xã hội này. Thanh niên sát thủ.
khi ban chuyên án xác định vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm phải là người địa phương và quen biết với nạn nhân, thì diện nghi vấn đã được thu hẹp. Tại thôn Độc Lập, các trinh sát tập trung chú ý vào nhóm thanh niên có các vết thương dạng cao cấu trên cơ thể mới hình thành. Nhóm đối tượng có biểu hiện tâm lý xáo trộn, bất thường. Vài ngày sau, chân dung nghi phạm đã được xác định. Đó là gã thanh niên sinh sống cùng thôn với nạn nhân, có tên là Kiều Phước Thọ, 23 tuổi. Vào ngày 27 tháng 7, bố mẹ Thọ đi khám bệnh tại Hà Nội, nên đối tượng một mình đi thăm vườn trồng cây keo trên đồi thanh niên. Thật trùng hợp, vườn keo nhà Thọ nằm sát địa điểm chị Ninh được phát hiện mất mạng. Quá trình đánh giá các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Tuyên Quang có đủ căn cứ cho rằng Thọ chính là hung thủ của vụ án. Khi tiến hành bắt giữ, Thọ tỏ ra bình thản. Tại cơ quan điều tra, Thọ một mực phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án. Thời điểm này, các điều tra viên tìm thấy nội dung tin nhắn mà con chị Ninh nhận được vào chiều 27 tháng 7 còn lưu trong điện thoại của Thọ. Tuy nhiên, gã thanh niên này vẫn gân cổ cãi rằng đó là do công an nã vào. Sự ly lợm của Thọ khiến các điều tra viên ngao ngán. Sau cùng, trước những chứng cứ rõ ràng, Thọ đã bị đánh cục và khai nhận tội lỗi của mình. Gã khai, nhiều lần lên thăm vườn keo, thấy có cây bị gãy đổ nên nghi ngờ do người chăn trâu bò gây ra. Ngày 27 tháng 7, Thọ lên vườn thì phát hiện chị Ninh thả trâu ở đây. Lúc này, chị Ninh đang gọi điện thoại cho ai đó và có tiện tay bẻ một cành non của cây keo nhỏ. Chứng kiến việc này, Thọ lên cơn bực tức. Gã đi lại phía chị Ninh từ đằng sau, dùng cán dụng cụ đi nương táng mạnh lên gáy nạn nhân. Chị Ninh ngã gục xuống đất. Tiếp sau đó, Thọ nhiều lần dùng cán gỗ vật dụng này dùng chân ra đòn vào đầu, gáy, ngực, bụng của chị Ninh. Thấy chị Ninh đã lịm đi, Thọ kéo chị vào chỗ kín rồi thực hiện hành vi đồi bại. Trong quá trình này, có lúc chị Ninh tỉnh lại và bỏ chạy. Tuy nhiên, Thọ đã quyết tâm ra tay sát hại chị Ninh đến cùng. Sau khi gây án, Thọ lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, tháo sim cất đi, rồi ném chiếc điện thoại ấy đi. Chiều đó, Thọ về nhà nấu cơm, rồi nảy sinh ý định dùng sim của chị Ninh để nhắn tin tống tiền. Sau đó, gã tháo sim và đem đốt. Thọ vẫn nghĩ sự vắng vẻ của ngọn đồi, cơn mưa vào đúng đêm gã gây án và sự tinh vi khi xóa dấu vết của gã sẽ che mắt được mọi người. Nhưng tên sát nhân ấy đã nhầm. Chỉ vài ngày sau, tội lỗi của hắn đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ. Sau này, Thọ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang kết án tử hình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.